Em xin chủ quý vị đến với video của em nha. Em đang đã gần tới giờ trả số rồi, sẽ em đổi máy tài cho chúng, em quay cho anh chị luôn nha. Đây thì hôm nay em sẽ đổi máy tài cho số này nha anh chị đó, ngày 8 tháng 5 2024 thứ tư này đó, thì số 53 4653 anh chị thấy không đó, 4653 này, 4653 Khánh Hòa, ngày 8 tháng 5 2024 đó, số kiến thiết miền Trung Khánh Hòa nha anh chị đó, 4653 anh chị thấy không, 4653 đây, 4653 đó, thứ tư ngày 8 tháng 5 đó, một tờ là 400.000 với 6 nha anh chị, một tờ, hai tờ, ba tờ, bốn tờ đó, một tờ 400 đó, à 1.600.000 nha anh chị, 1.600.000 tờ 400 mà 4 tờ 1.600.000 nha anh chị đó, có mấy người trúng nữa nhưng mà ta chưa tới anh chị, nhiều khi đây ta không có giò để quẹt tới mắt bận ta soi rồi ta đổi đâu anh chị, còn mắt cái đây cũng dạy trúng nè đó, là 400 nữa nè đó, ngày 4 tháng 5 thứ bảy nè, 14 nè, đây là giá bảy vậy, giá tóm nha anh chị 100.000 thôi đó, 23 nữa nè, ngày 8 tháng 5 23 đầu à, anh chị 23 đầu nè đó, 23 đầu nè thấy không đó, còn số 31 nè, Phú Yên nè, ngày 6 tháng 5 là 31 Phú Yên nha anh chị đó. Cái số này trước một hai ngày rồi nhưng mà người ta mới đổi đó, nên mình đổi cho người ta đó, qua một tháng, qua 30 ngày qua hết họ nha anh chị đó, em quay chủ yếu cái này nè cho anh chị mình xem chơi nè đó, 4653 trúng 4 tờ nha anh chị đó, 1.600.000 nha, 4 trùng hồn mà trúng 1.600.000 cũng được nha anh chị đó, cũng có giống chơi được cũng vui nha anh chị đó. Rồi cảm ơn quý vị anh chị đã xem video nha, chúc anh chị may mắn phát lộc phát tài, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã xem, ủng hộ đăng ký, bấm like, xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị những video sau nha, chúc anh chị cô bác mình may mắn nha, chúc những giải lớn nha anh chị, để tới em đổ số nha anh chị, rồi cảm ơn quý vị bà con cô bác rất nhiều đã yêu mến và thương em, xem video cho em, rồi cảm ơn rất là nhiều, xin chào và hẹn gặp lại.